tin giáo hội Việt Nam rực rỡ ánh sáng khắp mọi miền mừng lễ Chúa Giáng sinh. Tối ngày 24 tháng 12, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, giáo dân và du khách đã đổ dồn tới các nhà thờ để dự lễ mừng Chúa Giáng sinh trong bầu không khí trang trọng và rực rỡ ánh sáng. Tại Hà Nội, nhiều con phố Hà Nội nhộn nhịp không khí Giáng sinh trong tiết trời xe lạnh. Mọi người đổ về các khu vực nhà thờ Hồ Hoàn Kiếm và các trung tâm thương mại, đặc biệt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nhà thờ lớn Hà Nội, đến gần 20 giờ, lượng người đã đông nghịt, vui chơi và theo dõi các chương trình văn nghệ chào đón Giáng sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 18 giờ, người dân và du khách đã đổ về các nhà thờ như Tân Định ở quận 3, nhà thờ Thánh Phaolô ở quận 10 khá nhiều, khiến giao thông quanh đây có phần ùn ứ. Tại nhà thờ Thánh Phaolô những người dự lễ đã trèn ra phía lòng đường, các con đường Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch hướng về trung tâm quận 1 dần đông người. Các em nhỏ được bố mẹ chở ra đường với trang phục mùa giáng sinh. Tại Đà Lạt, từ 19 giờ, người dân và du khách bắt đầu đổ về nhà thờ chính tòa Đà Lạt, nhà thờ Con Gà để dự lễ đón Noel. Lúc 20 giờ, Đà Lạt xuất hiện mưa nhỏ nhưng dòng người vẫn đổ về nhà thờ Con Gà bà nguyễn thị mai người dân sống tại thành phố đà lạt hào hứng nói mỗi dịp noel gia đình chúng tôi có mặt đông đủ để cùng nhau đi lễ đây cũng là lúc cả nhà đoàn viên con cái ở xa cũng về rất đông vui chị đoàn thanh trúc du khách đến từ thành phố hồ chí minh chia sẻ đây là lần đầu tiên tôi đón noel tại đà lạt không khí ở đây rất mát mẻ dễ chịu đây là một trải nghiệm rất thú vị với tôi tại nha trang hàng ngàn người dân thành phố nha trang khánh hòa đã tập trung về khu vực nhà thờ chánh tòa nhà thờ núi để cùng nguyện cầu trong dịp giáng sinh nhiều bố mẹ đã bế theo con nhỏ với những bộ quần áo rực rỡ cười khúc khích chụp hình bên cây thông trong không khí noel ấm áp an lành bầu không khí vui vẻ an lành nhưng không kém phần nhộn nhịp cũng đã diễn ra tại các thành phố khác như đà nẵng huế vinh và hải phòng trong dịp giáng sinh năm nay Hwyl.